Chào các bạn, chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Điểm tin bóng đá. Khi thưa quý vị các bạn, dù đã chắc chắn đi tiếp nhưng Úc vẫn sẽ đặt mục tiêu giành trọn vẹn 3 điểm trước tuyển Jordan ở lượt cuối của vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Hiện tại với hai mất điểm tuyệt đối sau 7 trận, tuyển Úc đã chính thức chiếm ngôi nhất bảng B để tiến vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 ở khu vực châu Á. Giới truyền thông nhận định là ông lớn của bóng đá châu Úc sẽ không tung ra đội hình mạnh nhất ở trận gặp Jordan. Tuy nhiên sự thật có vẻ không đúng như vậy. Theo chia sẻ mới nhất, huấn luyện viên Graham Agnon bên phía tuyển Úc khẳng định: "Chúng tôi tập luyện và thi đấu trong điều kiện hết sức khắc nghiệt, chỉ được thấy mặt trời 10 phút mỗi ngày, thi đấu và tập luyện chủ yếu vào ban đêm. Thế nhưng các cầu thủ đã thích nghi xuất sắc để có hành trình tuyệt vời. Chúng tôi sẽ hoàn thành trận đấu theo cách tốt nhất có thể." Sự quyết tâm của Graham Agnon cùng các học trò rất có thể sẽ gián tiếp giúp tuyển Việt Nam chắc chắn vượt qua vòng loại thứ hai World Cup 2022. Nếu như Jordan chỉ có được một điểm hoặc thua Úc thì đại diện Tây Á này sẽ không còn cơ hội cạnh tranh với chúng ta. Còn về phía tuyển Việt Nam, một kết quả hòa hoặc thắng trước UAE sẽ giúp chúng ta chắc chắn đi tiếp với tư cách là đội nhất bảng G. Trong trường hợp để thua, thầy trò huấn luyện viên Park seo vẫn nằm trong nhóm 5 đội nhì có thành tích xuất sắc nhất nếu như Jordan không thể thắng được Úc. Với việc trận đấu giữa Úc và Jordan diễn ra trước màn chạm trán giữa Việt Nam và UAE, tuyển Việt Nam có thể biết kết quả là mình có đi tiếp hay không ngay khi hiệp một kết thúc, đánh giá về cuộc tư hùng ở trận đấu ngày hôm nay giữa tuyển Việt Nam và tuyển UAE, huấn luyện viên Phan Anh Hùng cho biết: Theo tôi thì UAE mạnh hơn hẳn các đội mà tuyển Việt Nam từng thắng trong những ngày qua. Chính vì thế mà cách nhập cuộc của chúng ta khi đối diện với đối thủ này cũng phải khác hai trận trước, cũng khác với khi từng thua tuyển Việt Nam hồi năm 2019. Hiện tại thì huấn luyện viên trưởng của UAE đã hiểu cầu thủ của mình hơn, hiểu các đối thủ Đông Nam Á giờ UAE là nguy hiểm hơn với tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Phan Anh Hùng nói thêm. Ông Hùng phân tích tiếp, do chúng ta chỉ cần hòa trong khi đối phương buộc phải thắng, nên đội tuyển Việt Nam không cần phải đá nhanh trước UAE, đối thủ mới là đội cần phải nôn nóng ghi bàn, nên cứ để họ tấn công, còn tuyển Việt Nam sẽ tận dụng cơ hội trong những tình huống phản công. Cũng xuất phát từ chỗ đối phương mạnh hơn, nên tuyển Việt Nam cần tập trung khai thác các tình huống cố định. Tôi cho rằng là giữ hòa được với UAE ở trận này đã là thành công với tuyển Việt Nam. Đồng quan điểm với huấn luyện viên Phan Anh Hùng thì cựu huấn luyện viên Nguyễn Thành Vinh đánh giá rất cao UAE. Chất lượng cầu thủ của họ là tốt, họ lại có thêm lợi thế ở sân nhà, quen với thời tiết nên trận này họ được đánh giá cao hơn. Mặc dù vậy, trong bóng đá không nói trước được điều gì, tinh thần đội tuyển của chúng ta đang lên, các cầu thủ đều đang rất tự tin. Ngoài ra thì các ca chấn thương cũng đang hồi phục tốt nên đội bóng của ông Park Hang-seo vẫn có hy vọng. Cựu huấn luyện viên Nguyễn Thành Vinh nói thêm sau khi đó nhận xét về cuộc chiến giữa Việt Nam và UAE, huấn luyện viên Phạm Minh Đức dự đoán: trên lý thuyết thì nếu Việt Nam xuống hạng nhì, khả năng đi tiếp cũng không nhỏ. ở trận này cũng không có gì đáng phải lo lắng quá mức. tôi vẫn tin cầu thủ của mình đang có phong độ tốt, độ chính của sự nghiệp. mình có lợi thế là có quyền đá hòa cũng nhất bảng. chúng ta lại chuyên phòng ngự phản công, nên tôi không lo ngại. về dự đoán tỷ số, tôi nghĩ có thể là 1-1 hoặc 0-0 nói về việc thầy park không được chỉ đạo huấn luyện viên phạm mỹ đức cho hay ảnh hưởng đầu tiên là về tâm lý thứ hai nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chuyên môn khả năng đưa ra quyết định nhanh nếu như huấn luyện viên trưởng ngồi dưới cabin có thể đưa ra quyết định nhanh hơn nhưng nhìn từ khán đài thì huấn luyện viên cũng có góc quan sát rộng hơn có thể điều chỉnh được sớm hơn nếu có thể được liên hệ xuống dưới nó cũng có ưu nhược nhìn chung gặp đối thủ mạnh như uae mà huấn luyện viên trưởng phải ngồi trên khán đài thì rất thiệt thòi cho tiền việt nam như ở V-League năm nay vẫn trao đổi qua điện thoại nếu huấn luyện viên trưởng bị cấm chỉ đạo trực tiếp, nếu không thể trao đổi qua điện thoại sẽ ảnh hưởng cực kỳ lớn vì tất cả các ý tưởng của huấn luyện viên trưởng đã không còn có thể truyền tải được xuống sân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe bản tin bóng đá hàng ngày của chúng tôi. Rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn bằng cách quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn nút chuông thông báo để là người nhận được tin mới nhất khi chúng tôi phát hành cảm ơn quý vị và các bạn xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo